Ở một số trường đại học ngoài công lập đã có những thí sinh đến nộp học bạ để xét tuyển theo phương thức riêng của những trường này. Câu hỏi đặt ra là chất lượng nguồn tuyển liệu có đảm bảo hay không nếu chỉ căn cứ vào điểm học bạ. Thực tế thì cái năm 2014 thì trường Đại Nam cũng xét tuyển cái phương thức là học bạ. Và sau khi hết sinh viên học hết của năm thứ nhất thì chúng tôi cũng có đánh giá cái kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất. Và sau khi cái kết quả cho thấy là với các sinh viên mà có hồ sơ xét tuyển học bạ là 6,5 trở lên và cái sinh viên xét tuyển đạt điểm sàn thì cái kết quả học tập cũng không có sự khác biệt lớn. Trong khi đó, ở các trường tốt thấp, lượng thí sinh đăng ký còn chưa nhiều trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1. Dự đoán, giai đoạn này, thí sinh vẫn còn đăng ký cầm chừng và nhiều em chưa nộp hồ sơ để quan sát diễn biến tình hình. 10 ngày cuối, tình hình xét tuyển sẽ sôi động hơn và cuộc chạy đua chắc chắn sẽ quyết liệt.